tuổi 60, tránh xa năm việc này khi ngủ trưa, sống rất thọ. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có bao giờ trải qua cảm giác mệt mỏi, lờ mờ suốt buổi chiều chỉ vì không ngủ trưa không ạ? Cảm giác ấy đúng là thật khó chịu và khiến tuổi già của chúng ta chẳng thể tập trung làm được việc gì cả. Kỳ thực, sau một buổi sáng bận rộn với bao nhiêu thứ việc, từ việc nhà, cơm nước, vườn tược, trông cháu, thậm chí đơn giản là ngồi tán gẫu với bạn bè, thì giờ trưa chúng ta vẫn cần một giấc ngủ thật ngon để nghỉ ngơi và lấy lại tỉnh táo cho buổi chiều. Ở độ tuổi 60, khi cơ thể đã lão hóa thì giấc ngủ trưa lại càng quan trọng với chúng ta. Hơn bao giờ hết, nó sẽ giúp ta giữ gìn được sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ mắc nhiều loại bệnh tật. Ấy thế mà thực tế lại không có ít người chẳng biết ngủ trưa như thế nào cho đúng để vừa khỏe mạnh vừa sống thọ hơn mỗi ngày. Vậy tuổi 60 nên làm gì để có một giấc ngủ trưa hiệu quả đúng cách nhất? Để trả lời cho thắc mắc ấy, ngày hôm nay chúng tôi xin chỉ ra 5 việc cấm kỵ không nên làm khi ngủ trưa. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe và rút ra bài học bổ ích cho bản thân mình nhé. Thứ nhất, ngủ trưa quá lâu. Bước vào tuổi 60 khác xa với lúc còn phải đi làm, chúng ta có rất nhiều thời gian rảnh. Thế nhưng, đừng vì thế mà dành thời gian ngủ trưa quá lâu, quý vị nhé. Cụ thể, khi thời gian ngủ trưa của chúng ta rơi vào khoảng 45 đến 90 phút thì sẽ có hại cho sức khỏe. Bởi đó là một giấc ngủ sâu nhưng lại không trọn vẹn. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng giấc ngủ lên tới 90 phút sẽ tạo ra cảm giác khó chịu hơn cả không ngủ. Bởi khi ấy, nếu bị đánh thức hay buộc phải thức dậy, có người sẽ cảm thấy đau đầu, nhức mỏi, đờ đẫn do các giác quan quan trọng cơ thể chưa sẵn sàng hoạt động trở lại. Giấc ngủ quá dài vào buổi trưa còn liên quan đến một rối loạn tên là triệu chứng ngủ rũ. Thay vì cảm thấy tỉnh táo hơn, thì những người bị chứng bệnh này thường gà gật suốt ngày, đặc biệt là vào những thời điểm chẳng mấy thích hợp như khi đang làm việc hoặc thậm chí là đang họp. Ngủ quá nhiều còn liên quan tới bệnh tuyến giáp, bệnh thận, bệnh gan, trầm cảm và sa sút trí tuệ. Hơn nữa, giấc ngủ trưa quá lâu có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của chúng ta. Ngủ quá nhiều vào buổi trưa sẽ khiến buổi tối ta khó đi ngủ đúng giờ hoặc bị suy giảm chất lượng giấc ngủ. Việc này có thể dẫn đến sự suy nhược của cơ thể, làm giảm khả năng miễn dịch và tạo điều kiện cho nhiều loại bệnh tật phát triển. Cho nên tuổi 60 cần phải chọn cho mình một thời lượng ngủ trưa hợp lý. Nếu quý vị vẫn còn khỏe, cuộc sống còn khá bận rộn với nhiều công việc, thì lời khuyên nên dành ít nhất là 10 phút để chợp mắt. Khoảng thời gian này tuy ngắn, nhưng nó có khả năng giảm thiểu mệt mỏi và làm tinh thần chúng ta sảng khoái hơn. Nếu quý vị có nhiều thời gian hơn, thì giấc ngủ kéo dài từ 20 đến 30 phút được đánh giá là vàng. Nó không chỉ giúp chúng ta giảm mệt mỏi mà còn làm tăng khả năng tập trung, nâng cao hiệu quả công việc buổi chiều. Bên cạnh đó thì các chuyên gia đã thống kê được một giấc ngủ trưa ngắn khoảng 20 đến 30 phút 3 lần mỗi tuần có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim lên đến 37%. Điều này sẽ góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể và tuổi thọ của chúng ta, quý vị ạ. Thứ hai, ngủ trưa ngay sau khi ăn. Các cụ chúng ta vẫn thường nói rằng căng da bụng thì trùng da mắt. Đặc biệt là khi ăn trưa xong, chúng ta thường hay cảm thấy buồn ngủ và muốn ngã lưng ngay. Thế nhưng các chuyên gia lại cho biết điều này sẽ khiến tuổi già chúng ta đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Cụ thể, khi ta đi ngủ say sau khi ăn trưa sẽ gây ra các triệu chứng đầy bụng và khó tiêu. Nguyên nhân là vì dạ dày và hệ tiêu hóa của chúng ta lúc này đang cần nhiều máu để tiêu hóa thức ăn. Điều này làm giảm lượng máu lên não, gây ra các triệu chứng suy nhược và chóng mặt khi thức dậy. Không chỉ vậy, việc ngủ ngay sau khi ăn có thể khiến thức ăn chưa được tiêu hóa,
tạo thành các chất độc trong dạ dày và đại tràng, làm cản trở quá trình tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng kém. Vậy thì tuổi 60 chúng ta nên làm gì để giải quyết những việc này? Câu trả lời rất đơn giản, chúng ta chỉ đợi khoảng 15 đến 30 phút sau khi ăn trưa để nghỉ ngơi rồi hẳn đi ngủ. Tuy nhiên, công thức này chỉ hợp khi chúng ta ăn no vừa phải. Nếu ăn quá no thì sẽ tốn nhiều thời gian để chờ hơn, trong khi thời gian để nghỉ trưa lại có hạn. Để khắc phục vấn đề này thì lời khuyên tốt nhất là tuổi già không nên ăn trưa quá no, bởi hệ tiêu hóa của con người mỗi ngày chỉ tiết ra một lượng dịch tiêu hóa nhất định. Nếu ăn trưa quá no sẽ khiến dạ dày căng lên, trong khi dịch tiêu hóa không có đủ thức ăn, không được tiêu hóa hết, gây ra tình trạng đầy hơi khó chịu. Tóm lại, sau khi ăn trưa, chúng ta phải tạo cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi hoặc làm một vài những động tác nhẹ trong một khoảng thời gian nhất định để dạ dày tiêu hóa thức ăn một cách dễ dàng hơn, sau đó mới đi nghỉ. Thứ ba, ngủ gục trên bàn hay thứ gì đó. Thói quen ngủ trưa ngắn và trong tư thế ngồi gục đầu trên bàn phổ biến đối với những người trẻ, dân văn phòng, học sinh và sinh viên. Tuy nhiên, tuổi già chúng ta cần biết mà tránh và cũng để nhắc nhở con cháu vì tư thế này có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực cho sức khỏe. Trước hết, ngủ trong tư thế này không chỉ gây áp lực lên xương mà còn gây khó khăn cho hệ thống hô hấp. Đặc biệt, nó có thể làm chậm nhịp tim và gây ra thiếu máu não tạm thời. Kết quả là chúng ta phải trải qua các triệu chứng như chóng mặt, ù tai, chân bủng rủng và tê tay chân. Theo thời gian thì thói quen này có thể gây tổn thương cho hệ thống tim mạch và mạch máu não, hoặc khiến các bệnh này nặng thêm ở những người đã mang bệnh. Kiểu ngủ này còn ảnh hưởng đến mắt bởi sự lực đè lên nhãn cầu. Điều này có thể gây sưng mắt, kéo dài nhãn cầu và gây tổn thương cho giác mạc và võng mạc. Kéo theo đó, giác mạc biến dạng, độ cong thay đổi, thậm chí gây tăng nhãn áp và vòng mắt xanh. Thói quen này cũng có thể dẫn đến vấn đề về thị lực như cận thị độ nặng và tăng nguy cơ mắc vòng mắt xanh. Ngoài các vấn đề về tim mạch và mắt, tư thế ngủ này còn tạo áp lực lên dạ dày và có thể dẫn đến viêm dạ dày mãn tính. Cho nên, chúng ta cần phải chọn cho mình một tư thế ngủ thoải mái để cơ thể khỏe mạnh và sống thọ hơn, quý vị nhé! Thứ tư, ngủ trưa ở môi trường không tốt. Ngủ trưa là một thói quen tốt cho sức khỏe, nhưng điều quan trọng là phải có môi trường ngủ phù hợp. Ngủ trong không gian quá hẹp, quá sáng hoặc quá nóng, quá lạnh có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Khi môi trường quá lạnh, cơ thể có thể mất nhiệt độ nhanh chóng, gây ra cảm lạnh, nhức đầu và đau nhức xương khớp. Trong trường hợp nghiêm trọng thì nó có thể gây liệt mặt. Vì vậy, với tuổi già nói chung và những người có sức khỏe yếu nói riêng, hãy chuẩn bị một chiếc chăn mỏng để đắp lên người khi ngủ trưa. Điều này giúp duy trì nhiệt độ cơ thể và ngăn ngừa cảm lạnh. Ngược lại, môi trường quá nóng thì có thể khiến ta thiếu dưỡng khí và gây khó thở khi thức dậy. Để có giấc ngủ trưa tốt hơn, chúng ta có thể chuẩn bị một bịt mắt để tạo môi trường tốt. Điều này giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ và giữ cho ta tỉnh táo và sảng khoái hơn sau khi thức dậy. Ở độ tuổi 60, thông thường chúng ta sẽ được ở nhà, không phải ngủ vạ vật ở nơi làm việc như khi còn trẻ nữa. Hãy dọn dẹp phòng ngủ, chuẩn bị một không gian thật sạch sẽ, thoải mái để có thể ngủ trưa thoải mái nhất, quý vị nhé! Thứ năm, ngủ trưa quá muộn. Thời gian ngủ trưa có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sự tỉnh táo trong suốt cả ngày của chúng ta. Để có một giấc ngủ trưa lý tưởng, cần tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng. Thời gian lý tưởng cho giấc ngủ trưa là khoảng từ 12 đến 13 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu quý vị đã thức dậy muộn vào buổi sáng thì có thể xem xét bỏ qua giấc ngủ trưa. Điều này giúp quý vị sẽ có đủ thời gian ngủ ban đêm và không làm rối loạn giấc ngủ. Một điểm quan trọng khác là sau 3 giờ chiều, chúng ta không nên ngủ trưa nữa.
ngủ trưa vào thời điểm này có thể rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm và gây ra tình trạng lười vận động, uể oải, thiếu năng lượng để làm bất cứ việc gì. Tóm lại, chúng ta nên sắp xếp một khoảng thời gian cố định để nghỉ trưa, không nên ngủ theo hướng như vậy mới khỏe mạnh được. Quý vị thân mến, trên đây chính là 5 điều cấm kỵ tuổi 60 cần đặc biệt chú ý không nên làm khi ngủ trưa. Hy vọng quý vị đã có được những kinh nghiệm bổ ích cho mình và người thân. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, sống thọ hơn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.